Ở dưới đất đều có hết các bạn nha. Rồi, con này rất là to này. Con này hình như là phải là gọi 775 phải gọi là bố này các bạn. Đấy, có hai cái chổi than ở hai bên để thay được. Rất là to luôn. Nhưng mà hầu hết mấy con motor 775 hoặc 550 ấy, thì trên các sàn nó đều có hết các bạn nha. Và giá thì nó cũng tương tương nhau các Đấy, bạn. Rồi các bạn ơi, mấy con motor này nhìn chất lượng không bạn? Tí chắc mình phải làm vài con. Con motor này là con motor Zelo các bạn nhé. Con motor này chuyên dùng cho các dòng xe LC có chổi than. Và con này đặc biệt là nó cái lực mô men xoắn nó cũng khá là mạnh các bạn nhé. Đấy, chế xe mấy cái xe drift các thứ thì cũng ok. Đấy, mấy cái vòng bi gọi là siêu nhỏ này. Cái vòng bi siêu nhỏ đấy các bạn lấy mua là cái trục của xe LC cực kỳ đắt luôn các bạn. Một cái vòng bi có thể cả 100.000. Nhưng mà ở đây thì bán rất là rẻ. Đây là motor 550 thì phải các bạn. Đấy, motor 550 nhá. 550 trục dài này. Con này ở đây chắc bán tầm 40.000 một con thôi các bạn. Đó, 40.000. Đó, pin thì gọi là bạt ngàn luôn các bạn. Đấy, mua càng nhiều thì càng rẻ nhé các bạn. Mình sẽ qua đây xem có cái gì hay không. Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV và hôm nay thì mình sẽ làm một cái tour du lịch anh em nhé, đưa anh em gọi là chạy lòng vòng khu vực Sài Gòn này các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi kiếm đồ, đấy cái gương của mình nó bị vỡ một bên này các bạn, đấy bên có bên không nhưng mà vẫn đầy đủ hai cái nha các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đưa anh em đi khám phá một cái khu chợ gọi là cái chợ đồ cổ lớn nhất Việt Nam các bạn. Khu chợ này thì mình cũng lâu rồi không đi, cách đây tầm khoảng 2-3 năm rồi. Thì năm trước dịch Covid nên là cũng ở nhà suốt các bạn, không có được đi. Và hôm nay thì ở Sài Gòn nó bắt đầu đỡ đỡ dịch rồi, mọi người có thể tự do đi lại rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn ra cái khu chợ Nhật Tảo cho các bạn. Một cái khu chợ đồ cổ, đồ cũ lớn nhất Việt Nam. Đấy, hôm nay thì mình vác cái con máy quay 18 củ đi quay. Không biết là có vấn đề gì không. Hy vọng là sau cái video này không có bác nào búng mất cái con máy ảnh của em nhá. Đấy, cứ cầm cái máy ảnh to to này ra đường thì người ta cứ nhìn thì cũng hơi ngại các bạn. Đó. Nhẽ là cầm cái con action cam đi các bạn. Action cam thì đeo lên người ấy thì nó nhẹ nhàng hơn. Lái xe tập trung hơn, nhưng mà con đấy chất lượng video nó lại cũng không không nét lắm các bạn, không nét bằng con này. Con này nét hơn. Không biết là chống rung con này nó có ổn không các bạn. Đấy, các bạn xem là nó chống rung nó có ổn không. Hiện tại thì mình đang cầm trên tay và mình đi xe máy thôi. Nên là nhiều cảnh mà nó rung lắc chóng mặt quá thì mọi người cũng thông cảm cho mình nhá. Đây, đây là cái tòa nhà Passion các bạn. Tòa nhà này có rất là lâu rồi, từ đợt mình vào Sài Gòn thì nó cũng đã xây rồi các bạn nhá. Đấy, mình vào Sài Gòn tới năm nay thì cũng tầm khoảng chục năm rồi các bạn. Nên là mọi ngõ ngách thì mình đều rất là quen thuộc rồi. Đấy, hồi đợt mới đâu vào Sài Gòn thì mình cũng chạy shipper các bạn, chạy giao hàng các thứ. Nên là đường Sài Gòn nói chung là cũng chạy đi mòn dép, mòn lốp các bạn nhá. Đấy. Và đây là đường Lý Nam Đế này các bạn, chạy từ đường Lý Nam Đế chạy vào đường Nhật Tảo là ra ra nha các bạn. Nó bảo là khu chợ Nhật Tảo nhưng mà nó là cả một khu này luôn các bạn nhá. Khu này thì bán rất là nhiều đồ điện tử này, linh kiện điện tử, điều khiển remote, loa đài các thứ, các linh kiện ở đây. Đấy, còn nếu mà các bạn dạt sang mé quận 5 ấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đường như là bán nguyên cái đồ kim khí này, đồ sắt này, bán nguyên cái đồ vòng bi này, có cái đường lại bán nguyên cái lốp xe. Đấy, có đường để bán nguyên cái lò xo thứ các bạn. Đấy, cái gì cũng có luôn, chỉ là các bạn hơi tốn xăng thôi. Đấy, bình xăng thì hôm nay thì mình mới đổ 40.000 các bạn nhá. Mọi khi đổ 40.000 là nó đầy bình các bạn, đầy bình. Đấy, về phải là lấy gáo múc bớt ra rồi nó tràn các bạn. Nhưng mà hôm nay đổ 40.000 nó chỉ được nửa bình thôi các bạn. Hiện tại thì giá xăng nó đang lên rất là cao các bạn. Không hiểu là xăng lên cao hay là đồng tiền nó mất giá nữa. Đấy, hiện tại thì mình đang đi qua cái chung cư này. Đợt mới vào thì ở đây nó còn chỉ là một cái mảnh đất trống thôi, nhưng mà bây giờ thì nó đã là một cái tòa nhà rất là to rồi các bạn. Đấy, chung cư Nguyễn Kim này. Trong này trước thì cái tòa chung cư Nguyễn Kim cũ các bạn thì nó bán rất là nhiều đồ linh kiện điện tử, nhưng mà bây giờ thì họ rời ra mặt đường hết rồi các bạn. Đó, rời ra mặt đường hết rồi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy hai bên đường là bán rất là nhiều linh kiện mới cũ đầy đủ cả các bạn. Anh em chỉ tốn ít tiền xăng và đi hỏi từng quán một tìm kiếm các thứ ấy nha. Và không chỉ nguyên con đường Nhật Tảo này nó mới bán đâu các bạn, xung quanh đây thì hầu hết là đều là bán đồ điện tử các bạn. Đấy, mình sẽ chạy dọc con đường này.
cho anh em xem, rồi tí nữa thì mình sẽ vòng lại xem kiếm xem có gì hay hay không, mấy cái quán quen trước mình mua xem nó còn mở cửa hay không nhé các bạn. Đó, lên trên này thì chủ yếu là bán loa đài rồi là quần áo các thứ thôi, nó cũng đỡ 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 ít ít bán đồ điện tử thì các bạn. Đấy, nó ở được khúc đầu đằng kia thôi, khúc đầu chỗ đoạn Lý Nam Đế các bạn. Đấy, lên này nó chợ là chợ bán quần áo các thứ rồi các bạn nhé. Đây, hiện tại thì mình đang vòng lại cái khu bán đồ điện tử các bạn. Đấy, là mấy quán này thì mình quá là quen rồi, tại trước hay mua mấy quán này. Đây các bạn nhá. Đấy, rất là đông luôn. Rất là nhộn nhịp luôn. Buồn buồn chạy ra đây xem cái không khí kẻ mua người bán thì cũng khá là thú vị nha các bạn. Đấy, bán đầy đủ các đồ như là bát, đĩa, vòng tay, giày các thứ các bạn, đồ second hand đầy đủ luôn. Và hôm nay thì mình đang kiếm mấy con motor các bạn nhé. Đấy, đủ các loại luôn này các bạn, motor rồi là ti sắt kìa các bạn. Đấy, mấy cái này về chế động cơ Z này, hay này, ti rất to. Đây các bạn, motor đủ các loại luôn. Giá thì trên trời dưới đất đều có hết các bạn nhá. Đây, con này rất là to này. Con này hình như là phải là gọi 775 phải gọi là bố này các bạn. Đấy, có hai cái chổi than ở hai bên có thể thấy được. Rất là to luôn. Nhưng mà hầu hết mấy con motor 775 hoặc 550 ấy, thì trên các sàn nó đều có hết các bạn nhá. Và giá thì nó cũng tương đương nhau các bạn, thậm chí là nó rẻ hơn với những cái đợt khuyến mại các bạn nhá. Nên là hôm nay thì mình chạy qua đây mình xem có cái motor nào hoặc là có cái đồ nào độc lạ thì mình mới mua thôi. Chứ như cái motor này thì mình chạy qua Shopee mình mua các bạn. Chạy qua Shopee, đây là một con bơm nha các bạn. Bơm này sử dụng cái motor gì đây các bạn, 1,5 lít này. Đấy, còn loại nhỏ hơn các bạn nhá. Đấy, loại này trong âm âm nước thì phải. Đấy, trong âm nước ấy. Anh em thiếu linh kiện gì chạy ra đây mua, rồi nói chung là chịu khó chạy đi chạy lại thì chắc chắn là sẽ có thôi. Đấy, cánh quạt tản nhiệt cho CPU này các bạn. Quạt tản nhiệt các thứ này. Rất là nhiều luôn các bạn nhé. Không biết là cái con camera này của mình nó có bắt nét kịp không. Đó, ô tô 775 này. 775 cổ ngắn này. Con này trên Shopee giá cũ hình như là cũng tầm 35.000. Ở đây chắc tầm bán tầm 40.000. Tại vì ở đây thì còn có mặt bằng này các bạn nhé. Đấy, hầu hết chổi than ở đây thì cái loại motor 775 các bạn hầu hết là hàng tháo máy nguyên zin các bạn nhá. Chổi than vẫn còn của đóng nguyên zin đấy. Đấy, mấy cái động cơ giảm tốc này, mấy cái quạt tản nhiệt các bạn. Đây, ở đây thì còn máy bơm này. Đây, mấy cái loại máy bơm này trên Shopee bán rất là nhiều luôn. Vòng bi các bạn nhá, vòng bi thì cực kỳ là rẻ rồi. Đấy, vòng bi này chỉ tầm trên Shopee chắc tầm 5-6 nghìn các bạn, chục 6 ly. Đấy, tí nữa thì mình có thể là mình mua vài cái về mình nghịch, nào chế thì chế nha các bạn. Đấy, đủ các loại luôn, vòng bi to, vòng bi nhỏ. Đấy, vẫn còn rất là mới nha các bạn, vẫn còn rất là mới luôn. Ở đây thì rồi các bạn ơi, mấy con motor này nhìn chất lượng không bạn, tí chắc mình phải làm vài con. Con motor này là con motor Zelo các bạn nhé. Con motor này chuyên dùng cho các dòng xe LC có chổi than. Và con này đặc biệt là nó cái lực mô men xoắn nó cũng khá là mạnh các bạn nhé. Đấy, chế xe mấy cái xe drift các thứ thì cũng ok. Đấy, mấy cái vòng bi gọi là siêu nhỏ này. Cái vòng bi siêu nhỏ đấy các bạn lấy mua là cái trục của xe LC cực kỳ đắt luôn các bạn. Một cái vòng bi có thể cả 100.000. Nhưng mà ở đây thì bán rất là rẻ. Đây là motor 550 thì phải các bạn. Đấy, motor 550 nhá. 550 trục dài này. Con này ở đây chắc bán tầm 40.000 một con thôi các bạn. Đó, 40.000. Motor máy may này, motor này chắc tí mình làm vài con quá. Đấy, cả thùng luôn các bạn nhá. Cả thùng motor luôn này, cả thùng adapter các thứ các bạn. Rất là mới luôn, hầu hầu như là chổi than vẫn còn nguyên zin nha các bạn. Đây, có lẽ là mình sẽ mua vài con này hôm nào về chế xe hoặc là chế thuyền nha các bạn. Đấy, với con motor Zelo này hàng chính hãng, anh em mua ở bên nước ngoài thì giá cực kỳ là chát luôn, nó tầm khoảng 100-200 nghìn đấy các bạn. Con cái là bao nhiêu nào, 35.000 cái.
Đây thì mình sẽ đưa cho cô này test thử xem là nó hoạt động ok không. Mấy cái Đấy, này nếu mà hoạt ok là động bao tiền ok ạ? thì hốt về thôi. Nó sẽ Mấy chạy cái được này bao điện tiền từ ạ? 5V cho tới hai mấy vôn. Đấy các bạn. 80.000. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy thêm vài cái Đó, vòng cho bi con trai với này cái băng nè. đạn này về nghịch. Giá là 5.000 một cái nha các bạn. Nó cũng giống như chuyến số bi thôi. Tiện thì mình mua luôn. Đỡ phải mất tiền ship nha các bạn. Đâu chị lấy cho tôi mượn cái con lớn rồi tôi coi Đấy, là với cái vòng này là con này có mấy cây 6 cáp 6 ly các to bạn không? nha, 606 Có không Z ta? 606. Cái con 12V đó. Đó, đủ các loại luôn. Anh em thích tìm gì thì cứ ra đây. Cái này là 6 ly không ạ? Ok các bạn, ở đây thì mình chọn được vài món đây. Mình lấy 4 cái con motor, lấy một ít vòng bi. Đấy, xem còn đồ gì hay không lấy về nghịch các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành treo lên cái con The Way Luxury của mình nhá. The Way 110 Luxury. Đấy, quay lại xem còn cái đồ gì không. Giấy cùi loa rồi các thứ này, motor. Ok, thì vậy thôi các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lượn này, xem còn cái quán gì nữa để còn mua tiếp cho các bạn. Đấy, quán này thì mua vài con motor thôi. Đây, con The Way Luxury của mình nha các bạn. The Way 110 Luxury Full Option các bạn nhé. Hôm nay thì nó là ngày giữa tuần các bạn, nên là nó cũng không có đông lắm. Chứ mọi khi là cứ phải giành giật nhau mệt lắm. Đấy, mọi người đừng đừng phải đi vào ngày của thứ sáu các bạn, năm thứ sáu đừng đi thứ bảy chủ nhật các bạn. Chủ nhật là họ nghỉ á. Đấy, cái này chợ này rất hay các bạn. Chủ nhật thì những người ta nghỉ họ cũng nghỉ luôn, không có bán. Con loa này thì giống y hệt cái con loa lần trước mình mua trên Banggood các bạn, khác mỗi cái hãng thôi, giống hệt luôn các bạn. Không biết là nó nhái như kiểu gì, giống y hệt luôn, khác mỗi cái logo thôi. Ở đây thì bán rất là nhiều loa nha các bạn. Đợt này thì còn ít hàng đấy chứ, đợt trước dịch các bạn ra đây gọi là bạt ngàn luôn. Đây các bạn, mấy con loa giống y hệt của mình. Adapter đây bên này là ổ cứng này các bạn. Ổ cứng này không biết test kiểu gì các bạn. Đấy, mang đồ đi test được thì ok hơn. Đấy, đây là một cái chiếc đầu có thể đọc được DVD. Đó các bạn, vỏ điện thoại này. iPhone 8 Plus. À, phải iPhone 8 Plus đúng không bạn? Đấy, iPhone 6 này. Anh em ra kiếm khung sườn các thứ ở đây thì cũng đủ loại. Nhưng mà hên xui, có loại có loại không. Đợt trước thì họ thấy bán rất là nhiều loại của Samsung, nhưng mà đợt này thì chỉ thấy của iPhone thôi các bạn nhé. Đó, pin thì gọi là bạt ngàn luôn các bạn. Đấy, mua càng nhiều thì càng rẻ nha các bạn. Mình sẽ qua đây xem có cái gì hay không. Đấy, các bạn sạc dự phòng cả rổ. Mấy cái đồ linh tinh nha các bạn. Chắc là mình sẽ hốt thêm vài con loa hôm nào về chế loa Bluetooth nha các bạn. Mấy con loa này chắc là hàng tháo TV ra các bạn. Đấy, con này to đùng các bạn. Mấy con loa này nhìn vậy thôi nhưng mà anh em mà lấy về vệ sinh lên Shopee bán cũng phải tầm 100.000 các bạn, 80-100 nha. Đấy, mình sẽ kiếm mấy con nó chất chất tí. Đấy, con này chẳng hạn các bạn. Dí thử nhún nhún là ok các bạn nhé. Hàng này là hàng nó không bao sống đâu các bạn. Hên xui đấy, mua gọi là hên xui đấy. Nhưng mà anh em cầm cái đồng hồ đo đi là ổn à. Đó các bạn, kiếm con nào nó chất chất một tí đây các bạn, nhún nó vẫn còn rất là dẻo ấy, thì khả năng sống cao các bạn. Đây mình sẽ lấy con này này, kiếm thêm một con giống giống thế nữa các bạn nhé. Đó, hai cháu, hai con loa này là loa toàn giải nha các bạn, chơi nhạc nào cũng được. Cặp Cho này bao nhiêu anh pin đi ra? ra. Hai cái đó hả? 40 anh.
hơi bị rẻ các bạn. Cái này bao sống không à? Bao sống không? À, có bao sống. Hết xui rồi, trong máy dở ra, không biết. Hết xui. Nhìn lưới nó còn tốt rồi, trời ơi. Loại này bao tiền cái à? Nhiều loại, cái loại đó 450. Cái này ạ? 450 ạ? Bao sống? Trời ơi, đồ sống luôn á, cái nào cũng sống hết á. Đấy, giống y hệt cái con loa của mình luôn, khác mỗi cái thương hiệu thôi. Chứ con loa của mình là đợt mua là hơn 1 triệu nha các bạn. Chứ con này là 450.000 nha các bạn. Đó, thôi thì mình quyết định là lấy hai con loa này thôi. Đây thì có khá là nhiều tai nghe rồi đủ các loại luôn. Đợt này là còn ít hàng đấy các bạn. Chứ đợt trước dịch là rất là nhiều hàng luôn, thoải mái lắm mà chọn. Đợt này dịch thì chắc là họ cũng nhập ít hàng. Ok các bạn, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi về thôi các bạn nhé. Đấy, lại thêm một bịch nữa. Tính không mua gì nhưng mà cứ lần lượt thấy nhiều cái hay hay thì lại mua. Đấy các bạn, bán đầy vỉa hè đấy các bạn. Vòng vàng, rồi là lắc vàng, đủ các loại. Đấy, trời ơi các bạn, vào đây tha hồ mà chọn này. Ok các bạn, đây lượn lờ một xíu mà mất 200-300 nghìn nha các bạn. Ôi ôi, cái nam châm này hút mạnh quá, rơi luôn ra các bạn. Đấy, nay thì mình mua được hai quả loa. Cái này là 20.000 một cái các bạn. Thấy khá là rẻ nên là mình cũng không có thèm mặc cả luôn các bạn. Nếu mà cái loa này mà bao sống mới cũng mua trên Shopee mà rẻ lắm thì nó cũng phải tầm khoảng 50 cho tới 100.000 một cái nha các bạn. Đây, quả loa này là 40 ohm. Đâu, 4 ohm như các bạn, 4 ohm 8W nha. Đây, 4 ohm 8W nha các bạn. Đấy, nhìn cũng khá là to, hôm nào mình tiến hành chế nhá. Vậy cái này thì họ không có bao sống nhưng mà mình nhìn thì thấy là nó vẫn còn ok các bạn. Đó, màng loa thì nó hơi cũ một tí thôi. Cái này vệ sinh qua là sẽ lại như mới ngay các bạn nhá. Đấy. Tiếp theo là mua motor các bạn. Đây. Motor này thì mình họ báo là 40.000 và mình mua nhiều nên là được giảm giá nha các bạn. Đó. Con này là con Zelo. Con này hãng bán, mua trên hãng thì rất là đắt nha các bạn. Nhưng mà mua ngoài chợ thì chỉ có là 35.000 một con thôi. Đấy, hôm nào lên Shopee bán 50.000 một con. Anh em nào mua không? Đấy các bạn. Con này về chế thuyền nha. Con này chạy cái lực của nó cũng rất là khỏe các bạn. Về chế xe, gọi là xe, mấy cái xe điều khiển các bạn, hoặc là chế thuyền. Đây. Con này là 550 nha, 40.000 một con. Và vòng bi các bạn nhé. Đấy, vòng bi này chắc là 5.000 một cái. Ở đây thì có tầm khoảng 20-30 cái gì đấy các bạn nhé. Đấy, tổng thiệt hại buổi chiều ngày hôm nay là như vậy thôi các bạn. Nói chung là đi chơi chơi thôi, cũng không tính mua gì các bạn. Nhưng mà thấy nó hay hay nên mua. Đấy các bạn, test thử cho anh em xem về con motor Zelo này nhé. Đó. 1V. Đấy các bạn, con này thì có thể là thay được cả chuỗi than nha các bạn. Đây, soi cho anh em xem về cái chuỗi than của nó này. Đấy, chuỗi than nhỏ xíu và có thể thay được các bạn. Nhắc cái lò xo ra là thay được cái chuỗi than. 4V, 6V, 2A, 2,9A này, 9V, chuỗi than đánh xoẹt. 10V, 3A, 12V. Đây các bạn, chuỗi than đánh yêu. Đây các bạn, con này chạy rất là lực nha. Con này lấy về chế thuyền này. Cái mô men xoắn nó cũng khá là mạnh các bạn. Đấy, con này ăn 4A này. 14V ăn 4A đấy các bạn. Vậy anh em thấy nó ăn dòng ghê không? Dòng không tải nha các bạn, như tải là nó sẽ ăn mạnh hơn. Con này ăn 4,6A các bạn, 13V, 4,6A. Này. Đây các bạn, rất là mạnh luôn. Ấy, mòn sắt này các bạn.
này cơ chế có loại máy khoan nhỏ nhỏ cầm tay quặn Zillow. Đây có cả website đàng hoàng các bạn nhé. Đấy, có website bán chuyên motor này. Trời, quá ngon luôn các bạn ơi, 4 con. Nhé mình mua hết về xong thì mình mang lên Shopee mình bán các bạn. Đấy các bạn, con to này ăn có 0,9A thôi các bạn nhé. 13 0,9A, con motor to này các bạn, 0,9A. Mà cái dòng này nó ăn tầm toàn là 4-5A thôi các bạn. Đấy nên là anh em hiểu là cái lực của nó như nào rồi. À, đây là con 550 cho các bạn, ăn có 0,9A không tải. Con này không tải ăn 4A. Zillow. Đấy, con này mạnh nhưng mà khả năng là nó hơi tốn pin nhá. Ok các bạn, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong video gọi là Bibu cái khu chợ nhà tạo và mua được một số món đồ, và mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.